Mỗi loại kem dưỡng da thường có một tác dụng riêng biệt, nó phù hợp với từng loại da. Nên khi lựa chọn mua kem dưỡng da thì bạn nên tìm hiểu da của mình thuộc loại da nào, rồi sau đó tìm hiểu loại kem dưỡng da đó có tác dụng gì nổi bật mà bạn đang mong muốn hay không nữa. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời của kem dưỡng da Cone đình đám nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của dòng kem Cone, thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Đầu tiên, sản phẩm là kem dưỡng trắng da hiệu quả nhất trong vòng 1 tháng. Với những dưỡng chất có, trong thành phần kem đã có tác dụng giúp cho da hạn chế sự lão hóa, ngăn chặn sự xuất hiện của các mảng nám tàn nhang, đặc biệt là sự hình thành của các sắc melanin, giúp da sáng nghị trắng hồng tự nhiên, làm cho màu da trở nên đều hơn, tạo cảm giác mềm mượt dễ chịu. Đây là công dụng của kem Cone Hàn Quốc được nhiều chị em ưa thích nhất. Đối với trường hợp da mụn, da thiếu sức sống, hoặc da bị tổn thương do sử dụng mỹ phẩm không phù hợp, kem Cone có tác dụng giúp tái tạo phục hồi da một cách hiệu quả, giúp bảo vệ da dưới tác động của các nhân tố của mụn gây nên, hạn chế sự hình thành và ngăn ngừa mụn cám, mụn đầu đen. Kem Cone còn có công dụng dưỡng ẩm giúp se khít lỗ chân lông. Trường hợp những ai đi lỗ chân lông to, kem có tác dụng thu nhỏ và làm da mịn màng hơn, giúp cho làn da chị em trở nên săn chắc, trẻ hóa hơn. Với những tinh chất có sẵn trong kem, chúng mang đến cho chị em một làn da hoàn hảo sáng mịn bất ngờ. Đặc biệt, kem hoàn toàn không vết dính gây khó chịu, nên chị em càng thích thú lựa chọn dòng sản phẩm Cone hơn. Nếu bạn không muốn bị lừa mất tiền khi mua kem này, cũng như muốn biết chi tiết hơn về công dụng của kem Cone, thì hãy nhắn tin cho shop để shop tư vấn cho bạn biết về kem này nhé. Như chị em đã biết, kem Cone là một trong những dòng sản phẩm được làm từ các thành phần tự nhiên. Trong đó gồm tinh chất ngọc trai, chúng có tác dụng làm sáng dưỡng trắng da chị em trở nên mịn màng, hạn chế sự xuất hiện lão hóa sớm ở các độ tuổi. Với tinh chất oxen có tác dụng cung cấp collagen cho da, giúp da chị em trở nên săn chắc, tạo được đàn hồi, nâng cơ, hạn chế sự chảy xệ và lão hóa da. Bên cạnh đó, lượng C là một loại thành phần không thể thiếu trong kem Cone, chúng có tác dụng giúp da chị em trắng sáng hơn. Chiết xuất rong biển là thành phần có trong Cone, chúng có tác dụng giúp cho da chị em luôn tươi trẻ, đầy sức sống, dưỡng ẩm da và làm da chị em trở nên mềm mại hơn sau một thời gian sử dụng. Tinh chất dầu hoa ly có chức năng cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, se khít, làm thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn ngừa sự xuất của các loại mụn. Bên cạnh đó, còn có tinh chất trà xanh và hoa anh đào. Hai loại thành phần này có tác dụng lớn trong quá trình làm đẹp, giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa cho làn da của chị em, hạn chế các dấu hiệu của lão hóa. Cuối cùng là chiết xuất dầu ô liu. Thành phần này có tác dụng giúp da chị em căng bóng, cung cấp collagen và làm da mềm mượt không bị khô da. Với các loại 7 thành phần quý hiếm trong làm đẹp, Cone là sản phẩm hoàn hảo giúp chị em dưỡng da một cách hiệu quả nhất, cực kỳ lành tính và không gây ra bất kỳ một tác dụng phụ nào cho người sử dụng. Kem Cone hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Cone hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.